Hello các bạn nhé. Cứ để cái trước. Ăn đi ăn gì thì ăn, mà ăn gì thì ăn. Vâng, nước chấm. Ta ăn rồi. Ôi, không chấm gì được. Rồi, không chấm. Đấy. Cô ăn á. Nấu qua ta cho ăn cái bánh khoai rồi mấy đêm đây nó cũng tưởng nó mua mấy chục nghìn bốn năm quả nhưng mà mấy quả dâu cây ăn đến chứ đây đây nè cuộc sống đôi khi phải cao sang đây nó bảo là mẹ ơi con mẹ con ai đấy con đi sáng mắt đầy sướng nhà mẹ nhào theo mẹ bồi bổ cho con kinh thật đây cuộc sống của con sướng chứ phó chủ tịch vẫn được con học tốt. Nên mở mồm ra là con xin lỗi. Mẹ mày đánh rồi. Trời ơi.
ơi, về thì đói. Không được phép hết. Ok,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sao cứ mở thằng ra nó nhưng mà chắc là con kia nó làm sửa nó sẽ không thể. Con
Tao tưởng thế nào